Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kho Kim Ngân Hotline 0395 838 345. Là Kho Kim Ngân lên clip để giới thiệu cho các bạn 4 mẫu camera siêu nhỏ ngụy trang vào sạc điện thoại. Đấy. Thì như trên màn các bạn đây, nó đang là 4 mẫu camera ngụy trang vào sạc điện thoại đang có sẵn tại cửa hàng nhà mình nhá. Mã đầu tiên nhà mình sẽ là mã camera ngụy trang sạc điện thoại iPhone này. Mã thứ hai sẽ là camera ngụy trang sạc điện thoại Samsung. Đấy. Mã thứ ba sẽ là camera ngụy trang sạc điện thoại, nhưng cái dòng này là sạc nhanh nhá. Đấy, sạc nhanh, siêu nhanh luôn. Đấy. Hai cổng sạc luôn gọi nhá. Hai cổng sạc 1A 2A luôn. Đấy. Và tiếp nữa thì nó sẽ là một con phiên bản camera ngụy trang sạc điện thoại đa năng. Đấy, riêng cái này nhà mình thì sạc quay cả ngày cả đêm. Đấy, còn ba mẫu trên nhà mình thì chỉ quay ngày. Đấy, đêm nó phải có tí ánh sáng. Đấy, thì mới quay được. Con này nhà mình thì tối om om vẫn xem bình thường nhá. Đấy, một cổng sạc này. Đấy, các bạn vẫn có thể cắm sạc sạc điện thoại bình thường nhá. Đấy. Tất cả bốn mẫu này nhà mình nhá đều cắm sạc sạc điện thoại bình thường. Nó chỉ khác ở một con, nó chính là con này là con sạc nhanh thôi. Đấy, sạc siêu nhanh luôn. Đấy, ok chưa? Camera nhà mình thì nó sẽ có độ phân giải là full 4K và các bạn có thể là xem từ xa ở trên điện thoại này. Đấy, có tính năng là cảnh báo chuyển động, ghi hình chuyển động, ghi hình 24:4. Đấy. Ngoài ra nhá, ngoài ra thì bên mình cũng đang có một chương trình ưu đãi, đó chính là mình sẽ tặng kèm thẻ nhớ và miễn phí ship cho các bạn khi mà các bạn đăng ký kênh YouTube của mình. Chỉ cần các bạn đăng ký kênh YouTube của mình thì mình sẽ tặng kèm thẻ nhớ và miễn phí ship cho bạn khi ở xa các bạn nhá. Ok. Đó. Mọi thông tin liên hệ thì liên hệ trực tiếp cho mình con số hotline 0395 838 345 để mình có thể hỗ trợ lên đơn cho các bạn. Đó. Nhu cầu khách hàng thì thường sử dụng để giám sát và bảo quản tài sản cá nhân. Đấy. Trong trường hợp là các bạn đang nghi ngờ con cái ngoại tình, con cái chơi bời, vợ chồng ngoại tình này, đấy, giúp việc trộm cắp tài sản trong gia đình các bạn, thì các bạn có thể sử dụng dòng camera siêu nhỏ ngụy trang sạc điện thoại nhà mình. Đấy, camera thì các bạn vẫn cắm sạc sạc điện thoại bình thường và camera thì sẽ hoạt động 24/24 cũng như là quay với cái không gian là kín đáo, đấy, siêu kín đáo luôn nhá. Và các bạn xem từ xa điện thoại thì rất là tiện luôn, đầy đủ cảnh báo chuyển động, ghi hình chuyển động, ghi hình 24/24 luôn. Đó. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào là hướng dẫn sử dụng chi tiết cho các bạn cũng như là mình sẽ vào test sản phẩm thực tế nhé. Đầu tiên thì mình có chuẩn bị một cái nguồn điện 220V này và mình sẽ chuẩn bị một cái điện thoại. Đó. Đây sẽ là cái điện thoại mình sẽ vào hướng dẫn cho các bạn. Đấy, điện thoại thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình điện thoại cảm ứng là được nhá, của hãng nào cũng được, cảm ứng là được. Sau đó thì các bạn sẽ cắm chiếc camera vào nguồn điện. Hôm nay thì mình sẽ test con camera sạc nhanh này. Đấy. Mắt camera đây các bạn nhé. Mắt camera đây. Cắm vào nguồn điện. Ok chưa các bạn? Đó. Khi bạn cắm camera vào nguồn điện nhá. Tiếp theo thì các bạn sẽ tải cho mình ứng dụng về điện thoại. Ứng dụng này của nó sẽ có tên là Lock Cam nhá. Ứng dụng Lock Cam này thì điện thoại nào cũng tải được hết, cứ điện thoại cảm ứng là tải được. Đấy. Các bạn sẽ tìm kiếm ứng dụng Lock Cam cho mình. Khi tìm kiếm nhá thì nó hiển thị cho bạn ứng dụng màu xanh nước biển có tên là Lock Cam này. Đấy. Ứng dụng màu xanh nước biển tên Lock Cam nhá thì các bạn sẽ tải về. Đấy. Tải về xong là có báo chữ mở này, các bạn sẽ chưa cần mở lên nhá. Chưa cần mở lên đâu. Đấy. Và thoát ra này. Sau đó thì vào phần cài đặt này. Đấy. Vào phần cài đặt Wi-Fi. Đấy. Khi ở phần cài đặt Wi-Fi đây, nó hiển thị cho bạn mã Wi-Fi có chữ G này, các bạn sẽ kết nối cho mình. Các bạn lưu ý cho mình, đó chính là cái tín hiệu Wi-Fi của camera khi nó phát ra thì nó sẽ có chữ G, một vài số, vài chữ và không mật khẩu các bạn nhé. Khi đã kết nối xong rồi nó báo là mạng không có internet thì không sao cả nhé. Do đây là tín hiệu Wi-Fi của camera phát ra nên là không có internet là đúng rồi. Đấy. Tiếp tục này, kết nối xong rồi thì bây giờ các bạn sẽ vào ứng dụng Lock Cam để có thể sử dụng cũng như là cài đặt và kết nối camera nhé. Vào bên trong là báo chữ tiếp đây, các bạn sẽ scan này. Và để xem trực tiếp nhá, các bạn ở phần Revive Online này, chọn mục scan đây. Đấy, là mình sẽ vào xem trực tiếp luôn. Đấy. Đây mình quay ngang màn hình cho các bạn nhá. Đấy, cái này chưa quay này. Quay ngang màn hình cho các bạn này. Đấy. Đây. Như trên màn hình các bạn đây đang là cái phần hình ảnh thực tế của camera nhá. Đấy, rất nét các bạn nhá. Tốc độ quay rất là mượt đây. Quay luôn 1080 này. Đấy. Và trong quá trình mà các bạn sử dụng nhá, ví dụ hình ảnh này, các con số đang bị ngược đúng không? Thì các bạn có thể chỉnh chiều quay góc quay bằng hai mũi tên ở bên trên góc tay phải này, ở bên dưới góc tay phải này. Đấy, như vậy về đúng chiều nhá, thấy không? Tất cả cứ chữ số các thứ này, đấy, về đúng chiều luôn, hình ảnh về đúng chiều luôn nhá. Đấy, camera thì tốc độ quay thì rất là mượt, không bao giờ bị đơ, bây giờ bị lag nhá.
và siêu led luôn. Sạc thì sạc siêu nhanh nhá. Đấy, sạc điện thoại sạc siêu nhanh luôn. Ok chưa? Góc quay 150 độ rất là rộng đấy không? Đây mình đang quay gần với cả cái gian hàng của mình nhá. Đấy. Ok. Đó, thì như trên màn hình các bạn đây nó đang là cái phần hình ảnh thực tế của camera nhá. Ngoài ra các bạn có thể là zoom này. Đấy, có thể zoom to, zoom nhỏ tùy thích luôn nhá. À, zoom thoải mái luôn, zoom rất nét lần này. Đấy. Cập nhật rõ cho bạn ngày giờ tháng 5 chi tiết và cụ thể ở bên trên góc tay phải đây. Đấy, ngày 19 tháng 10 2024 đây. Cập nhật rõ cho bạn luôn nhá. Camera thì hoạt động 24/24 rồi. Ngoài ra nhá thì cái âm thanh của camera thu lại cũng rất là to và rõ ràng các bạn nhá. Thu lại rất là to và rõ ràng, không kém gì máy ghi âm đâu nhá. Đấy. Để nghe được âm thanh thì bật loa lên này. Đấy, bật loa trên app đây. Mặc định nó sẽ tắt loa. Đấy. Còn nếu mà lưu trữ lại thì vẫn là lưu trữ cả âm thanh luôn nhá. Các bạn còn khi mà các bạn xem nghe trực tiếp ấy đấy, thì các bạn sẽ bật loa lên, còn muốn nghe to hơn rõ hơn thì tăng điện thoại lên. Test loa này 0395 838 345. Ok chưa các bạn, âm thanh cũng rất là to luôn. Đây là mình đang đặt hai thiết bị nó gần nhau dẫn đến tình trạng là xung đột âm thanh. Đấy, còn khi mà các bạn xem từ xa cũng như là khi mà các bạn xem lại thì cái xung đột nó sẽ bị loại bỏ nhá. Ok đó rồi thì các chức năng bên trong mình đã dẫn xong. Tiếp theo thì mình sẽ vào là hướng dẫn phần xem từ xa các bạn. Thì khi mà các bạn muốn kết nối từ xa không giới hạn khoảng cách, các bạn sẽ đặt cho mình hai điều kiện. Điều kiện một là xung quanh camera ngụy trang sạc điện thoại ở nhà mình có wifi, và điều kiện thứ hai là điện thoại các bạn này có mạng di động 3-4G hoặc là mạng wifi. Thì khi mà các bạn đã đặt hai điều kiện này rồi nhá, các bạn sẽ ấn cho mình ở phần bánh răng đặt đây. Sau đó thì các bạn sẽ chọn mình mục device setting này và chọn mình mục wifi setting. Khi mà các bạn chọn mục wifi setting thì như trên màn hình đây nó sẽ hiển thị toàn bộ wifi xung quanh camera. Lúc đó ấy, các bạn chỉ cần tìm cho mình cái wifi là các bạn biết mật khẩu. Đấy, các bạn sẽ ấn vào. Đấy. Wifi thì không nhất thiết ở nhà các bạn wifi đâu, các bạn có thể kết nối wifi nhà hàng xóm cũng được nhá. Đấy, rất là ok. Đó thì cái phần wifi setting này chính là phần xem từ xa này các bạn nhá. Đấy, các bạn nhập mật khẩu wifi vào. Ấn ok là được, thế thôi. Đấy, rất đơn giản nhá. Đó. Thì cái phần wifi setting này của nhà mình là phần xem từ xa này, và các bạn có thể cài đặt cảnh báo chuyển động ở trong RAM record này. Cài đặt mật khẩu nhá, các bạn đổ mật khẩu camera ở phần password phần dòng thứ hai đây. Đấy, chính là phần đổ mật khẩu của camera nhá. Dòng thứ ba sẽ là phần cài đặt thẻ nhớ. Dòng thứ tư là cài đặt đèn, thứ năm là phần xem từ xa, phần wifi setting rồi. Và các bạn có thể là reboot này, các bạn có thể là reset, cũng như là các bạn có thể là xóa thiết bị trực tiếp ở trên điện thoại luôn. Đấy. Đấy. Thì đây là các tính năng của camera nhá. Đấy. Ok. Đó, và đây cũng là phần kết thúc video của mình. Đấy. Các bạn mà đang có nhu cầu quan tâm đến một dòng camera siêu nhỏ và camera ngụy trang và sạc điện thoại thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0395 838 345 để mình có thể hỗ trợ nhờ tư vấn chi tiết và cụ thể hơn cho các bạn. Đấy. Nhà mình thì đang sẵn hàng sẵn 4 mẫu này, 4 mẫu trên. Đấy, các bạn cần loại nào là mình có lại đấy cho các bạn luôn. Đấy, và nhà mình đang có chế độ bảo hành sản phẩm là 1 năm đổi mới nhá. Lỡ trong vòng 1 năm thì mình sẽ đổi mới cho các bạn, cũng như là mình có tặng kèm thẻ nhớ, mình có miễn phí ship cho bạn khi mà các bạn đăng ký kênh YouTube của mình. Đấy, còn khi mà các bạn ở gần ấy thì các bạn cứ qua trực tiếp cơ sở nhà mình tại Hà Nội và Sài Gòn để tham khảo cũng như là được thử hàng trực tiếp tại cả nhà mình. Đấy. Các bạn lưu cho mình đó chính là cửa hàng nhà mình là hai cửa hàng, một cửa hàng ở Hà Nội, hai là cửa hàng ở Sài Gòn, hai cửa hàng nhá. Không nhiều khi các bạn nhiều khi mình ở Hà Nội Sài Gòn thì các bạn lại bảo là sao lại làm gì có Hà Nội Sài Gòn đâu. Đấy. Đó, các bạn lưu cho mình là có hai cửa hàng, Nam Bắc nhà mình đều có hết nhá. Đấy, ok. Và khi mà các bạn mua hàng cũng như là khi kể các bạn mua xa hay mua gần, nhà mình đều có thẻ bảo hành chính hãng. Đấy. Và thẻ bảo hành này có hạn sử dụng trong vòng 1 năm, cứ lỗi trong vòng 1 năm mình sẽ đổi mới các bạn nhá. À, ok, video của mình đến thôi. Các bạn xem video của mình có điều gì thắc mắc thì có thể là bình luận phía dưới bình luận của mình, hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Zalo, mình sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc của các bạn nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bạn ở những video clip tiếp theo.